gửi các nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, các em học sinh nhân ngày khai trường. Kính mời thầy. Nhóm phụ nữ miền Tây xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn nha. Ngày hôm nay thì mình với lại Ngân đang có mặt tại trường Trung học cơ sở Bình Thạnh đó các bạn. Thì nhân cái dịp là lễ khai giảng thì ở đây có thầy Phong nè, là hiệu trưởng của trường Trung học cơ sở Bình Thạnh, cũng là đi đến cùng với lại mấy chị mình luôn. Thì ở đây là có sẵn 10 em học sinh đây. Mấy em đang ngồi ở đây đợi thầy. Chị thầy cho tụi em mượn xíu nha, xíu em quay lại nói chuyện với thầy nha. Rồi cảm ơn thầy. Thì các bạn ơi, ở đây có đầy đủ 10 em học sinh của trường Trung học cơ sở Bình Thạnh. Thì đang gặp rất là nhiều khó khăn trong cái vấn đề là tiền đóng học phí, bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn. Thì 10 em này vẫn chưa có tiền để mà đóng. Thì hôm nay với sự hỗ trợ của Mạnh Thường Quân, đó là chú Jack Cốt Lâm, thì sẽ hỗ trợ hoàn toàn cái phần tiền đó cho các em luôn. Thì ở đây là 10 em là đã được nhà trường lựa chọn ra hết rồi. Giờ chào mấy đứa nha. Thì bây giờ chị hỏi bạn đầu tiên trước đi nha. Nhìn em quen quen, hình như chị biết em đúng không? Dạ. Như lần trước cô đến nhận xe đạp đúng không? Xe đạp. Chào em nha, em tên gì nói là mấy chị biết được không? Diễm Thúy. Diễm Thúy. Diễm Thúy là sang bữa nay năm nay là lên lớp mấy? Lớp 7. Lớp 7. Thì chị có thể hỏi lại hoàn cảnh nhà Thúy một chút được không? Thúy có thể nói được không? Em sống với nhà ai? Em sống như cha mẹ anh. Rồi ba mẹ là làm nghề lưới đó đúng không? Dạ. Rồi không, nếu mà hiện giờ nếu mà vô học á thì tụ trường thì cô giáo sẽ hỏi là đóng cái phần tiền học phí, bảo hiểm. Rồi em đã có chưa? Đã nói với ba mẹ chưa? Nói với ba mẹ rồi nhưng mà chưa có tiền đóng. Nếu mà hồi năm trước á là ba mẹ sẽ đóng theo cách nào? Có đóng đầu năm luôn không hay là sao? Không. Vậy rồi hồi năm trước làm sao? Em có được đóng đầy đủ không? Năm trước không có, đóng có 6 tháng tiền bảo hiểm mà cô. Thôi năm nay là sẽ được chú Lâm hỗ trợ hoàn toàn luôn rồi nha. Dạ. Về nói với ba mẹ để ba mẹ khỏi phải lo nha. Em có vui không? Dạ em vui. Rồi đừng có buồn nha. Dạ. Thôi em qua bạn thứ hai đi ha nha. Bên đây đi ha. Đây. Rồi chào em nha. Em tên gì nói chị biết được không? Dạ em tên Trang. Trang ha. Trang dạ. Năm nay là lên lớp mấy? Dạ lớp 8. Lớp 8. Rồi nhà Trang là có mấy người? Dạ 5 người. 5 người là em vẫn hiện tại vẫn sống với ba mẹ. Dạ em sống với mẹ. Sống với mẹ, không sống với ba hả? Dạ không. Ba em bỏ. Ba em bỏ rồi. Vậy hôm nay đến á rồi được nhận cái tiền học phí rồi tiền bảo hiểm nữa. Thì được chú Long đóng hết luôn thì em thấy sao? Có thấy vui không? Dạ em thấy rất là vui. Nhờ có sự chú giúp đỡ của chú Long thì mẹ em đã được phần nào tiền học phí. Rồi, tốt quá. Năm nay là chúc em học thật là giỏi nha để không có phụ lòng chú Lâm nha. Dạ. Rồi. Tiếp theo. Em tên gì nói chị biết đi. Dạ em tên Nguyễn Thị Mơ. Mai hả? Mai Mơ hả? Mơ học lớp mấy Mơ? Dạ lớp 8. Em học lớp 8. Rồi nhà em được mấy người vậy Mơ? Dạ 5 người. 5 người. Em hiện tại sống với ai nói chị biết được không? Dạ em ở với ông nội, ba em với em, còn mẹ em mới về ngoại. Mẹ em về ngoại rồi. Rồi ở nhà thì ba mẹ làm nghề gì? Dạ cả hồi không có việc làm. Không có việc làm. Nếu mà em về nói với ba mẹ là kêu ba mẹ đóng cái phần tiền trường với lại tiền bảo hiểm á thì ba mẹ nói thì sao? Em có nói chưa? Dạ, em nói rồi, mẹ em nói là chưa có tiền đóng. Chưa có tiền đóng hả? Nếu mà thường mà không có tiền đóng gì mình làm sao? Mấy năm trước á? Dạ là gần tới cuối luôn á mới đóng. Cuối luôn mới có tiền đóng hả? Rồi hôm nay là được chú Lâm hỗ trợ hết thì mình nhẹ lo rồi. Thì em thấy sao? Có thấy vui không? Dạ em rất vui. Rồi phải cố gắng học giỏi nha. Dạ. Rồi chúc mừng học tốt nha. Tiếp theo xích qua đây, xích qua đây. Rồi chào em tên gì? Dạ em tên Thiệt. Thiệt hả? Dạ. Nhà Thiệt gần trường không? Dạ không. Không hả? Xa hả? Rồi hôm nay làm đi đến đây là có vui không? Đi khai giảng đầu năm em thấy sao? Vui không? Vui hả? Rồi nhà được mấy người vậy Thiệt? Dạ là 4 người. 4 người. Nói cho chị biết là ai được không? Dạ ba mẹ với anh. Rồi ba mẹ ở nhà làm nghề gì? Dạ, làm mướn. Làm mướn. Thì đầu năm á thì có nói với ba mẹ là sẽ đóng cái tiền học phí lại bảo hiểm lần nào chưa? Dạ có. Có rồi. Rồi ba mẹ nói với Thiệt làm sao? Ba mẹ nói từ từ ba mẹ đóng. Từ từ hả? Nhưng mà chưa biết là đến bao giờ đúng không?
Rồi, rồi hôm nay là đến đây nè, rồi được hỗ trợ hoàn toàn luôn. Thì thiệt thấy làm sao? Dạ, thấy là rất vui. Vui luôn. Rồi về là khỏe khoe với ba mẹ nha. Nói ba mẹ là không có phải lo nữa, là có chú Lâm đóng giùm con rồi nha. Dạ. Rồi chúc học tốt nha. Tiếp theo. Đây, em tên gì? Dạ, em tên Tốt. Chào Tốt nha. Rồi, Tốt năm nay lên lớp mấy? Dạ, năm nay em lên lớp 9. Hồi lên tới lớp 9 luôn. Rồi học có giỏi không? Cũng được hả? Nhà Tốt được mấy người? À, nhà em được 4, ở 6 người. 6 người, à, là sống với ba mẹ. Rồi ông bà nữa hay sao? Anh Út với cháu. À, cháu nữa. Rồi ở nhà ba mẹ em làm nghề gì để lo cho em? Ở nhà làm gãy. Làm gãy hả? Rồi đầu năm học á thì Tốt có nói với ba mẹ là con sẽ đóng tiền với nhà trường chưa? Có nói. Rồi mẹ nói từ từ đi mẹ đóng. Từ từ hả? Nhưng mà chưa biết đến bao giờ đúng không? Thì hôm nay là Tốt được hỗ trợ hết luôn. Thì Tốt thấy làm sao? Vui. Vui hả? Vậy là phải cố gắng học thật giỏi nha. Rồi. Thôi đi. Chào em nha. Hôm nay em lên lớp mấy rồi? Hôm nay em lên lớp 9. Em tên gì có thể nói chị biết được không? Tên Long. Long lớp 9 ha. Rồi năm rồi học tốt không? Ừ. Rồi đầu năm á thì cái khoản học phí đó về em có nói với ba mẹ chưa? Rồi ba mẹ nói như sao? Có tiền thì đóng. Rồi nếu như mà cái khoản học phí đóng xong thì mình có còn khó khăn gì trong học tập nữa không? Còn mua một bộ sách nữa không? Rồi, hôm nay thì nhận học bổng em thấy vui không? Rồi cố gắng lên nha. Cố lên. Tiếp theo, bạn tiếp theo. Ông lên lớp mấy rồi, nhỏ xíu. Khẩu trang ông đâu? 6. Rồi năm rồi học giỏi không? Học cũng được được. Cũng được được. Rồi hôm nay nhận cái học bổng thì em vui không? Dạ em rất vui. Rồi ở nhà thì em sống với ai? Em sống với ba mẹ. Ba mẹ. Với chị hai với em còn. Rồi ở nhà thì ba mẹ làm nghề gì để lo cho mấy chị em? Ba mẹ làm thuê. Làm thuê. Rồi cái chi phí mà học của mình cao quá như vậy thì về ba mẹ có nói gì không? Ba mẹ nói để từ từ ba mẹ gán làm với đóng tiền học cho con. Ờ. Thôi rồi gán lên nha, hôm nay thì nhận học bổng em thấy làm sao? Em thấy rất vui. Rồi cố gắng học chứ không phụ lòng của mạnh thường quân nha. Học tốt nha. Rồi. Chào em nha. Em tên gì? Năm nay Hằng học lớp mấy rồi? Lớp 8. Lớp 8 hả? Rồi năm rồi học có khó khăn gì không con? Có thể nói cho chị biết được không? Không có tiền đóng học phí. Rồi năm nay thì đầu năm là được hỗ trợ của mạnh thường quân đó, cho nên là được đóng hết rồi thì mẹ cũng đỡ lo ha. Ở nhà thì mẹ làm nghề gì? Làm mướn. Rồi cố gắng lên nha, hôm nay thì cố lên. Nhận được học bổng em thấy như sao? Vui lắm. Rồi cố lên nha. Cố lên nha. Rồi tiếp theo. Chào em nha. Năm nay em học lớp mấy rồi? Lớp 7. Lớp 7 rồi, em có thể nói tên cho chị biết được không? Lan Anh. Lan Anh, học lớp 7. Rồi ở nhà thì em sống với ai? Ông ngoại, bà ngoại. Ba mẹ em đâu? Ba mẹ em ở Đồng Nai. Đi làm xa? Dạ. Để mà gửi tiền về. Rồi em chỉ có một mình thôi hay là có chị em gì không? Em có em đi theo mẹ. Em đi theo mẹ rồi. Rồi cái tiền học phí thì em về có nói với ông bà ngoại hay là nói với ba mẹ chưa? Rồi. Rồi ở nhà có nói gì không em? Có. Nói sao có thể nói chị nghe được không nè? Nói là em kêu bà ngoại là lo tiền đóng học phí cho em. Rồi ông bà có nói gì nữa không? Nói từ từ. Từ từ. Rồi mỗi năm thì là khi nào mới đóng? Cuối năm mới đóng luôn hả? Rồi năm nay thì đầu năm mình được lo hết tất cả mọi thứ rồi, trong học tập em có còn thiếu gì nữa không? Không. Nếu như mà đầy đủ thì cố gắng học hành lên nha. Bạn cuối cùng. Chào em nha. Em tên gì? Em tên Nguyễn Huyền. Nguyễn Huyền, năm nay Nguyễn Huyền học lớp mấy rồi? Em học lớp 7. Lớp 7 hả? Thành tích năm rồi của em được loại gì vậy? Khá. Rồi hôm nay nhận học bổng thì em thấy sao? Em thấy vui. Rất là vui. Ở nhà thì em sống với ai vậy? Em sống với ông nội, bà nội với cha. Rồi mẹ em thì sao? Cha mẹ em ly hôn rồi. Rồi sống với ba, ở nhà thì ba làm gì để lo cho em? Cha em làm muốn. Làm muốn, có đủ không em? Dạ, đủ ăn không ạ? Đủ ăn, cho nên là cái tiền học phí nó cũng khó khăn đúng không? Dạ. Rồi ngoài cái phần học phí ra thì mình còn khó khăn ở khoảng nào nữa không? Dạ không.
Nhà nhà có gần trường không? Dạ không xa. Rồi hằng ngày thì đi học bằng gì? Tôi học bằng xe đạp. Ờ. Rồi thì hôm nay nhận học phí thấy sao? Thấy rất vui. Rồi cố gắng lên nha. Dạ. Thì mấy chị em đã hỏi xong 10 hoàn cảnh của 10 em học sinh nghèo khó khăn rồi đó chú. Thì bây giờ sẽ mời thầy hiệu trưởng vô để mà tụi em sẽ đóng cái phần tiền cho các em nha. Em mời thầy Phong vô với em nha. Dạ. Thì ở đây có thầy Phong nè, là thầy hiệu trưởng cũng đã tổng cái danh sách với lại hữu quỹ rồi đúng không thầy? Thì bao gồm tiền học phí, bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn cho các em. Thì bây giờ em mời thầy nói lên nha, nói lên cái số tiền nha thầy. Xin chào nhóm phụ nữ miền Tây. Thì danh sách trường cũng đã gửi các em. Dạ. Thì trong đó là về học phí á, là 9 tháng, tháng 30 ngàn là 270 ngàn. Bảo hiểm y tế đó là làm tròn là 564 ngàn. Bảo hiểm tai nạn là tự nguyện là mức 75. Như vậy tổng cộng số tiền các em phải đóng trong năm học là 976 ngàn. Yeah. Ở đây có 10 cái bill đó. Sau đây là thầy sẽ gọi tên từng em để nhận. Đầu tiên là em Nguyễn Văn Thiệt. Thầy giơ tay lên cái con. Giơ tay lên nha. Thứ hai là em Phan Long. Thứ ba là em Diễm Thí. Thứ tư là em Lan Anh. Em Mỹ Quyền. Em Thị Trang. Em Nguyễn Văn Đủ. Nguyễn Văn Đủ. Thường nhỏ xíu à. Em Hà. Cuối cùng là em Tốt. Dạ rồi, vậy là đủ hết rồi nha. Vậy là mấy đứa là sẽ được đóng toàn bộ luôn đó. Thì mấy đứa nói cảm ơn chú Lâm đi. Giỏi, dạ, chúc mấy đứa học thật tốt nha. Thì tổng hết số tiền là 10 em là bao nhiêu vậy hả thầy? Là nó gần 10 triệu. Dạ, gần 10 triệu ha. Để đây em xin gửi cho thầy nha. Dạ, 1 triệu, 2 triệu, 3, dạ, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dạ ở đây là tổng là 10 triệu đó thầy. Dạ. Thì về phía trường trước mắt là ban hiệu trường trung học cơ sở Bình Thạnh là rất cảm ơn chỗ chú Lâm đã hỗ trợ cho những em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đầu năm học. Thứ hai cũng là chân thành là cảm ơn nhóm thôn nữ miền Tây. Hôm nay tổng số tiền hỗ trợ của trường cũng là gần 25 triệu. Năm ngoái cũng trên 30 triệu. Đây là một cái nguồn động viên rất lớn cho những em học sinh cũng như là tập thể thầy cô của trường trung học cơ sở Bình Thạnh. Nói chung cũng còn rất là khó khăn, để an tâm hỗ trợ công tác giảng dạy và giúp các em hoàn thành tốt cái nhiệm vụ học tập. Về phía các em học sinh á, thì với cái phần hỗ trợ như thế này đã phần nào là đỡ đi cái gánh nặng đầu năm cho gia đình các con. Mong các con phải cố gắng học tập và trường cũng sẽ theo dõi cái nỗ lực học tập của các con cuối năm coi có xứng đáng với mà cái phần mà chú Lâm đã hỗ trợ hay không. Còn phải báo cáo kết quả để chú Lâm thấy được cái nỗ lực của các con, để thấy được cái công sức của chú Lâm bỏ ra cho các con là nó rất xứng đáng. Các con phải hứa cái điều này nha. Rồi cuối cùng xin cảm ơn chú Lâm. Dạ cảm ơn thầy nhiều lắm. Thì nhóm phụ nữ miền Tây cũng xin đại diện cảm ơn chú rất có Lâm rất là nhiều đã hỗ trợ 10 cái phần học bổng dành tặng cho các em học sinh nghèo và khó khăn. Con xin chúc cho chú luôn luôn có nhiều sức khỏe, luôn luôn thành công nha chú. Tổng số tiền hôm nay mà 10 em học sinh đó, bao gồm tiền học phí, tiền bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn đó là 9.760.000. Thì số tiền còn dư lại là 240.000 thì sẽ tặng cho nhà trường để mà mua một ít tập cho các em học sinh đó, đầu năm học. Còn gặp nhiều khó khăn chưa có tập để mà đến trường thì sẽ cho thầy mua đi giúp cho các em nha thầy. Dạ rồi, cảm ơn thầy nhiều lắm nha. Rồi, dạ rồi, chào các bạn. Mà chú Lâm. Dạ.